Vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh mọi thời đại, nhưng vàng trong nước sáng ngày 22 tháng 8 vẫn án binh bất động. Vào khoảng 9 giờ 15 phút, công ty SJC, PNG, tập đoàn Doji vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 79 triệu đồng một lượng mua vào và 81 triệu đồng một lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank sáng nay cũng giữ mức 81 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng dậm chân tại chỗ. Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng ở mức 77,1 triệu đồng một lượng mua vào và 78,35 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty PNG cũng giao dịch ở mức 77,1 triệu đồng một lượng mua vào và 78,35 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty SJC vẫn niêm yết mức 77,05 triệu đồng một lượng mua vào và 78,35 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 21 tháng 8 giảm nhẹ xuống còn 2.511,5 đô la Mỹ một ounce, giảm 2 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 22 tháng 8 tiếp tục giảm còn 2.508,6 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,2 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 2,55 triệu đồng một lượng. Giá vàng rời khỏi đỉnh vừa lập quanh 5.220 điểm vì bị nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Tuy nhiên, vàng thế giới vẫn neo quanh đỉnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, vừa công bố biên bản cuộc họp chính sách gần nhất cho thấy các quan chức có xu hướng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9. Giá vàng thế giới biến động quanh mức cao kỷ lục khi đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Trong đó, đặt cược cho mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 65% và đặt cược cho mức giảm 0,5 điểm phần trăm là 35%.